Thấp thì ăn cam dưỡng hay vô thường, chim em đổi qua cam đậm đặc mấy lâu nay lên lửa lâu quá chưa khai hết. Để mà giống như mình nuôi 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 lửa đây đúng không, thì buổi buổi sáng như vậy thì mình cho ăn tầm khoảng 10 con cầu cào với một miếng chuối. Hoa quả của mình thì hôm nay chuối thì mai đu đủ, mốt chuối thì ngày kia táo, và quay lại chuối rồi về lại một cái loại hoa quả gì đó. Nói chung là cứ một bữa chuối xem kẹo một bữa nha. Còn lại nắng thì mình chỉ phơi tầm khoảng 40 phút, nắng mình chỉ phơi 40 phút thôi. Hai ngày mình tắm chim một lần. Quan trọng nhất là khi mà con chim mà mình chăm vào và mình để cái chỗ nó phải thoáng mát nha anh em, cái thoáng mát là phải quan trọng nhất. Và thứ hai nữa là cái giấc ngủ con chim buổi tối, anh em phải quyết định được cái vấn đề đó, là giấc ngủ con chim buổi tối cực kỳ quan trọng luôn. Nên anh em phải làm được cái không gian ngủ cho nó một cách là ok nhất, để cho con chim mình nó luôn luôn có cái giấc ngủ sâu mà không bị đánh thức, thì lúc đó con chim mình vào lửa mới nhân nhé. Chào anh Thiền nhé. Được được được, dễ được. À, tới đây mình sắp tới mình đang làm một mẻ cầu cao tầm khoảng 1000 gói gì đấy, mình sẽ tặng kèm cho anh em khi mua sản phẩm nhé. Mua sản phẩm cám, ví dụ khu vực nào mà anh em mà không có cọc cào ấy thì mình tặng kèm anh em 1-2 gói, để anh em khi mà anh em mua cám thì đặt cám trên kênh online ấy, mình chỉ tặng trên kênh online thôi, rồi số lượng nó có nhiều anh em ạ, đúng không? Nếu mà tặng kiểu kia thì cũng bây giờ tặng nội. Nên mình vừa đặt về 1 tấn cầu cào thì mình làm ra, mình sẽ đặt mình làm ra mình tặng anh em nhé. Tới đây anh em nào mua thì mình sẽ tặng kèm. Chim uống nước nhiều, hơi nhiều một chút phân không được khuôn, chữa kiểu dân. Em có thể dùng ngọn ổi cũng được, ngọn lá ổi ấy. Em phơi khô lên em sắc ra cho chim uống, hoặc là em xay nhuyễn em hòa với cám mình cho nó ăn, là nó sẽ đỡ cái tình trạng đó. Còn không thì em uống thuốc đường ruột thì em liên hệ anh. Chào Hải Nam nhá. Anh em chia sẻ mình tay lên đông đông anh em vào nói chuyện chơi anh em ơi. Chào Vân Khánh Farm nhá. Đợt này nghe bảo em đúc ra được bạch Indo hả? Chủ nhật này anh chắc anh không đi được rồi, chủ nhật này anh cho mấy anh em đi vào rừng chơi em ạ. Chủ nhật này tính cho mấy anh em đi vào rừng chơi rồi. Chào tất cả anh em. Chim em đang dùng cám niu, đang thay lông, cần đổi cám. Niu thay lông ok mà em không cần đổi đâu em nhé, không cần đổi đâu. Đổi cám sao? Cứ đổi ngang qua nhé. Anh em đổi cám, anh em cứ cắt cám cổ đi, cắt hết tất cả đồ ăn nha. Để khoảng khoảng 15-20 phút sau, hoặc nửa tiếng, rồi anh em bỏ cám mới vào, 100% cám mới vào. Thì khi con chim mình ăn cám ok rồi, 2-3 tiếng sau anh em cắm vào miếng chuối là được, là không có tình trạng chim bị rớt lông hay là bị tụt lửa hay là bị phân nát gì cả nha anh em. Cực kỳ ok luôn cái phương pháp đấy, mình đổi cho rất nhiều luôn, rất nhiều dự chiến binh. Rồi vậy là em vô khúc rồi nha, chúc mừng em nha. Sáu giọt là hơi nhiều em ạ. Con nào nặng thì mới 6 giọt, còn con nào vừa vừa thì 4 giọt thôi. Nhiều hàng đảo ô tô không anh? Cũng ít em ơi. Người ta nhiều anh ít lắm. Anh có được mấy con đây à? Anh nuôi chưa đến chục con chim mà. Chào Phan Như Khuê nha. Chim bổi em đi dượt lần đầu về bao nhiêu ngày thì dượt lại? Tầm 10 ngày sau nha em. Chào Hà Văn Thúc nha. Đậm đặc thì nhà anh chủ yếu là đậm đặc em ạ. Đây nè, đây em thấy không nè, đây sáng nay mới cho ăn xong này, đây lau tay sạch đã, đây nè thấy không, hạt cám này rất là thơm đấy, hạt cám rất là thơm này anh em nhỉ. Người ăn đậu thường ăn giòn như bánh quy ấy, nó bị hơi ngọt nhẹ mà nó béo nó bùi. Anh em hỏi chim ăn được không, mình còn ăn được mà chim, anh em ăn thử đi. Anh em lấy cái gói đậm đặc ra, anh em ăn đi, uống được trà bao ngon luôn. Tạm biệt trường nha.
chào Sang Nguyễn. Chim em bôi bột tạc mà nó cắn không sợ em. Qua Cù La em, trở về qua Cù La. Hải Dương anh không em ạ, Hải Dương xa quá. Hải Dương đã, đúng ra là anh bay ra anh chơi anh coi trận đấy. Nhưng mà chưa đặt vé nữa, với công việc giờ nó đang lu bu quá. Chào anh Huấn nha, anh Việt nha. Chim em rớt lông 2 tháng, rớt lông bùng giờ ôm lông luôn, anh có trùm nữa không? Trùm lại cho nó rớt cho nó sạch em ạ. Like sớm thế. Sáng nay đang cho chim ăn nên ngồi like chơi thôi bạn ơi. Hello Nguyễn Quang nha. Cho ăn hạt đầm đặc mà lại hơi bề mí là sao? Đấy, giống như anh em này mình nói đấy. Anh em ít vệ sinh cầu thực sự luôn, nếu như tắm xong anh em lúc nào có làm cái bình như này nè, cái bình cồn 90 độ ấy, tắm xong thì mình lấy cái bông gòn ấy mình thấm cái cồn lên, mình lau chùi cầu sạch sẽ thì không bao giờ chị anh em nuôi chim bị. Mình nuôi thoáng thật thật em luôn, mình nuôi chim cả mười mấy năm thì chưa bao giờ một con chim biết bể mí là gì luôn ấy. Anh chắc khoảng thứ sáu đấy em ạ. Bình ạ, chào hộ đầm nhá. Chào Nam Nguyễn. Chào Bảo Ngọc. Anh cũng không biết bao nhiêu tiền nữa Nguyễn Trung ơi. Ra Hải Dương chơi nơi. Anh cũng muốn ra lắm em ạ. Để anh sắp xếp công việc đã. Anh lấy bà Giang người ta tự đưa tới nhà cho anh nhé. Sổ sán đi tình tùng. Cà rốt hấp tốt mà em, cà rốt hấp tốt mà em. Ở Hải Giang chim em ăn cám hạt đậm đặc, trời nóng thì không sao, trời mưa lên phơi nắng lên thẳng nó vào trong lồng lực em để cho nó vận động em ạ. Chào anh Quốc nha. Chào Thọ. Anh khâu gì nổi nữa. Anh có chia thuốc không? Có nha. Anh Lê inbox anh gửi cho. Chào Lời, chào Mao nha. Chào Hữu Anh, chào Doan Trần nha. Chào Tuy Loan nha. Chim nó phơi bên kia rồi em ạ. Nó hot in hết tai luôn. Chào Khánh Duy nha. Chưa em ơi. Quay S17 làm gì em. Chim nó đang phơi, đang yên lành thì để nó yên đi. Chim đang thay lông ăn chuối được. Được em. Có S17 vẫn tham gia nha. Chào Lịch Phạm nha. Chim biệt có đi. Dạ rồi, để mai con nó gửi lên cho. Chào Hải Lâm nha. Đổi thì chơi luôn nha, cần gì phải khi nào. Con chim mà đẳng cấp là anh em có đổi cái lồng nào đâu mà chơi được à. Bé đẹp đang... Bé đẹp của anh Thuấn Đà Lạt mà. Gửi truy sát vào đây. Quốc ơi. Thầy cảm ngang chim cắn lông có thì thực chất không phải là em, anh chào hồi sư cô nha. Không phải là em thay cám ngang mà con chim em nó cắn lông đâu, mà cắn lông là do con chim mình nuôi nó bị bức. Nó bị stress con chim. Đôi lúc con chim nó không có lửa, nhưng mà anh em nuôi cái kiểu mà dạng như chăm cái kiểu mà bỏ nó ở trong cái chỗ môi trường nó bức bí, nó không có thông thoáng, là thiếu ánh sáng rồi hay là hay bùm áo thì nó sẽ bị cái tình trạng đó, thấy không? Bây giờ mình những cái con mà cắn lông nó thì mình chịu khó mình đưa ra.
mở hết áo lồng ra, mở hết áo lồng ra, mình phơi nắng mở hết áo lồng ra, kể cả treo trong nhà mà luôn mình mở hết áo lồng ra, tắm thì mình tắm hàng ngày chứ đó, là nó sẽ cải thiện nhá. Chào Hoàng Hải nhá, chào Đức Trung, chào Ngọc Huy, Quốc Trung quay S15 đi, S15 bên kia rồi em ạ. S15 mày đang tính không biết là nên cho nó đi dạy dạy bình như là con gà tre, một trong hai con sẽ có một con đi nha. Chào Điền Thông nha, chào Thù, chào anh Candy. Bà Gian chưa đâu anh em ơi. Chim tay lông đang ra mà lông đuôi nó bị cong quắn lại là sao anh? Chắc là bị vuốt đuôi rồi em ạ. Sắc tố lông nuôi lựa được không em? Dạ được anh. Trời ơi, con F17 là đang ăn sắc tố, đến giờ mình ăn sắc tố luôn đó anh. Đây em làm coi, anh coi anh hỏi sắc tố được không này. F17 em cũng đi phang ô tô, lấy ô tô của sắc tố đấy anh. Đâu ta? Đây, lông mới F17 nè. Đây cho anh coi luôn. Đây, sắc tố đen. Đó, nó đỏ 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 chưa. Đó, F17 em đang cho anh sắc tố đây. Đây, còn F17 đây. Đó, anh em thấy không, đây 10 con cầu cào. Đó, 10 con cầu cào, một miếng chuối, cống nước. Vậy là thôi, đơn giản vậy thôi. Lên già nó phang thì cái đít đỏ hơn chim rừng. Con này mới mùa thứ ba nó hơi nhát. Đây quay cho anh em xem chim luôn, em bảo chim. Nhớ anh em cái em gì này bảo S15 đâu, quay em xem thì S15 đây, đây S15 này. Chim con này như dạy xe máy rồi thì nó đi hay có xe lắm, hay chung kết tỷ lệ cũng cao. Đây. Con này cái con B52 gì đấy bắt, con nói chung là con chim làng, đánh dạy làng, mua vô để đào tạo được, mà đánh được dạy lớn thì chơi, mà đánh được dạy lớn thì chia lại cho anh em là đánh dạy làng. Còn đây F17 này anh em nè. Em chào anh Hải nha. Đây còn F17. Và mình cũng qua live, mình cũng nói với mấy anh em luôn là mình không bán đâu nha, nên là đừng có giờ cuộc chiến đua ô tô nó đang đỉnh điểm, nên là mình sẽ để lại, mình đánh ô tô, mình không có bán, nên là anh em đừng có hỏi nữa. Mấy ngày hôm nay toàn người hỏi mua gà, mua cứ đưa lên cái số tiền ai cũng thích, nhưng mà số tiền đấy không ăn thua đâu, mình chơi mình không bán, nên là anh em đừng có cứ gà mình, đừng gà mình nữa, suốt ngày cứ hỏi giá bao nhiêu. Đây con này con thiên lộc mình mới bắt, nhờ khấn nguyện bắt chia lại cho mình. Đây, đây con cái gì lộc ta, mới nói lộc cái gì quên rồi, à thiên lộc. Đây, những con này về nhà mình thì cũng bầm dập một thời gian đấy anh em. À, cứ con nào cũng có chục. Ông nồi này là ông nồi ma lực này. À, anh em thấy con ma lực không? Trước cái đít cho bạc mà thật nói ra nó bạc còn hơn cái nó bạc cái tờ giấy gì á. Mà giờ anh em nhìn nè. À, cái đít đỏ ao luôn. Bộ lông như chim rừng. Đến 2 tuần rồi mà 2 tuần vé 6 triệu vô top 20, ăn uống mà đánh tốt rớt. Mà chưa có duyên mục chung kết. Còn đây Phục Sinh nè. Phục Sinh thì mới đây. Quay cho anh em coi cái lồng chưa thèm làm lại nữa nè.
Nè anh em này, thấy không? Đó, chuột đang cắn nè. Mình lấy dây mình đan này. Đây. Đó, thấy không? Lồng này mới đẳng cấp chứ. Đây, Phục Sinh thì đang ăn hạt đậm đặc này. Đây, hạt đậm đặc là mới thay cám vô này. Còn con thiên lộc này thì ăn cắm niu à. Đây có một cái con K2. Con này con chim K2 ngoài Nghệ An mình bắt 16 triệu trên dàn về mà còn vứt đây nè. Con này đã trên dàn tốt quá mình bắt 16 triệu này. Đây anh em ăn cám phần đẹp không? Đây ăn 50-50 này, 50 đậm đặc, 50 sắc tố này. Đây hạt cám thấy không? Bắt đây. Chưa cho ra phơi chung được, tại vì mấy con này mà đi ra phơi chung thì mấy con kia nó vồ sập ngay. Quan thằng em đưa con chim con lên là kia bỏ ra ngay. Con này là con chim con nhá, chim con chim Thái Lan ấy. Đây chim con này này ăn sắc tố này. Đó, anh em nhìn phân cho này bao đẹp. Sao phân trắng huyết à? Phân trắng là đạm đậm tươi em. Ví dụ em cho ăn cào cào rồi thì sẽ nó có cái phần phân trắng đấy. Với cái cám mà trong cám mà có cào cào và có cái dưỡng chất cao, lượng đạm cao là sẽ có cái khuôn trắng đấy. Anh nuôi yên ương thả à, anh nuôi cái con anh nuôi 4 con chim này nè. Anh thả nó ở trong này, nó cứ đầu mấy cái này nó ăn. Đây. Sao ta? Đây. À 4 con này. Nó cứ đi truyền nó cứ đi theo cái này, nó lui nó chỉ đi lui đi tới trên này. Vậy thôi, anh là nuôi bít hết luôn. Nhưng mà ngoài này là anh chỉ để chim bồi thôi. Mấy chim bồi rồi thì anh để ngoài này, anh bỏ trong tủ này anh nuôi thôi. Còn lại chim thi thì nuôi hết trong tủ, trong phòng nhà. Chim em nó chơi 20 phút là nó không chơi nữa, khắc phục sao rồi. Cái đó thì nó cái sự ổn định nó chưa có em ạ, phải chăm lên. Chăm nhiều vào. Toàn mua chim VIP mà chưa đá được xe hả bác? Mình chưa đá được xe bạn ơi.
đang mơ ước đã được chiếc xe mà đã hoài chưa được đấy, mới lấy được con bà Giàn. Đúng rồi bạn ơi, chim là thay lông ăn cám đầm đặc mà sao đứng lông luôn. Đứng lông thực chất đứng lông là do con chim của bạn, nhưng bạn đừng hỏi là ăn cám sao mà đứng lông được. Đứng lông thì do ấy quá thì mình nuôi lông đó, mình hay vọc nó thì nó đứng lông, hoặc là cơ địa con chim bàn trước đó chăm nóng quá, đánh tần sức dày quá thì cái quá trình mà rất lông nó sẽ chầm, nhưng mà là đứng. Nhưng mà bởi cái bản tính là cái người nuôi chim mà không am hiểu, và thứ hai nữa là nôn nóng thì những cái con chim đó thường gọi là đứng. Anh đổ cám đầy vầy cho nó ăn. Đầy vầy là em biết sao không? Tại vì khi đi thi là mình phải đổ cám đầy như vậy đó. Mình phải đổ cám đầy như vậy để cái quá trình ăn con chim nó sẽ diễn ra nhanh và nó không cúi sâu cái đầu xuống. Còn nếu như mà anh em đi thi mà anh em để có một tí cám bên dưới thôi thì con chim anh em ăn rất lâu, và khi mà nó cúi cái đầu sâu vào trong hộp cám ăn thì đó nó gây thêm cái dạng như là cái ấn tượng với giám khảo đó thì chết. Trước đây thi cho ăn nhiều sâu, trước ngày đi thi cho ăn nhiều sâu vào ụt lại lông dằm đời mùa xuân. Không, lông dằm bình thường em, lông dằm bình thường, ví dụ như là thời tiết mà thay đổi hay là gì đó thì nó phải có lông dằm mà. Anh Hiệp mơ thêm con ô tô thôi, đùa với bạn ấy chứ còn ô tô mình đã rồi mà còn xe máy thì phải nói là hàng trăm chiếc anh em ạ. À, xe máy thì phải gọi là hàng trăm chiếc. Quay bà Giàn xem, bà Giàn đã về tới nhà đâu, bà Giàn đang trên đường về. Chim đang ra lông được 70% nên trùm áo lông. Trùm chứ, 70% bạn phải trùm lại chứ. Chưa có chuyện pin qua thủ mới ăn. Không, cái tên nó anh không đặt nữa em ạ. Bây giờ có con mới không bao giờ đặt cái tên nó nữa. Bà Giàn mặt cao không anh? Em tự suy nghĩ thôi. Chim ăn cho bình thường, cái đó là cái đàm trong cám thôi. Phân trắng là do cái đàm trong cám thì nó trắng thôi, chứ còn ví dụ như con chim mà phân trắng mà nó bỏ ăn ấy, nó bỏ ăn là nó mới bị nhiễm khuẩn đường ruột. Thế còn cái cám mà đường đàm cao thì chắc chắn là nó sẽ có phần trắng bên ngoài. Cái đấy thì bình thường. Anh em cứ để ý mà còn những con chim mà anh em cứ cho ăn sâu này, ăn cầu cào này là nó sẽ ra cái phần phân trắng, nó là cái đó là bình thường. Cái đó là gọi là vôi. Vôi trong đàm ấy nó ra. Chim tịt thì không ra được đâu lưu vũ ạ. Cảm ơn Nguyễn Văn Ca nha. Em nuôi con 1 năm tháng cho ăn hạt dinh dưỡng cà phê lần đầu chơi 1:30 không uống nước, bây giờ hướng dẫn thêm chăm. Vậy là ok rồi, mà em chăm như vậy là đạt rồi đấy. Bảy lông đuôi nhổ gốc à, đến thay lông có từ rùng em ạ, chứ bảy lông đuôi mà em nhổ ra nó bẻ tiếp à. Chào Khánh Nguyễn nha. Thay lông cho anh bơ được không anh? Anh không biết mà anh chưa cho anh bơ, mà anh nghĩ là chắc là được. Đây anh em thấy chưa, cồn đó. Mình làm 1 tháng là mình xịt khử khuẩn cồn 1 lần, 1 tháng là mình phải xịt khử khuẩn cồn 1 lần. Và khi mà tắm chim thì lấy cái cồn này mình đổ ra cái bông gòn, xong là mình lau cầu cho nó sạch sẽ đi thì nó sẽ ok nha anh em. Chào Chích Nhung nha. Chim đang chơi mà xử lý không? Thì chờ nó ra lại thôi em. 5 màu đằng trước em ạ. Ok đây Văn Thần nha. Khi ngủ không có áo em? Không. Trời, anh đi ngủ là vậy, anh leo lên ngủ thôi. Anh leo lên ngủ là tí nữa là tắm một phát là đi làm thôi.
Thế à, kể như nào Ngọc Trần? Chiến binh Tào Diên. Ok, toàn xe máy nha. Chim xoay dựa cái đó thì bó tay vào đây. Chào Quốc HT nha. Ở miền Trung mày về thôi. Con thì ăn sắc tố, con thì ăn đầm đặc. Nói chung là chim vút đuôi ấy, anh em tắm hàng ngày. Nếu như anh em có thời gian là sáng sớm dậy anh em phải tắm luôn. Đó, sáng sớm anh tắm luôn. Đến chiều mát cho tắm phát là đi ngủ là rất là ok luôn. Cà phê tí ơi. Em chào anh Sáu nha. Phúc Ly vào chăm chim mà, Phúc Ly chăm chim nhân mà. Phúc Ly tới đây đào tạo, Phúc Ly đi chiến chiến mình kiếm lúa. Ô tô ô tiếc thì mình chiến chiến, còn mấy cái giải quân Biên Hòa đây cho Phúc Ly nó chiến. Chào Phi Trần nha. Nuôi lông lại kỳ đi anh Út, khi nào mà thay lông đi em hướng dẫn cho anh Út chăm lông là bồ đảm anh Út luôn. Bao xỉa. Chào Thành nha. Cồn 90 độ thôi. Cồn này nè. Cồn 90 độ này nè. Đó. Nè nó ghi nè. Khử khuẩn nè, phải làm sạch trước khi khử với dung dịch. Cái này thì đó là mình phun luôn. Mình bỏ lên máy bơm ấy, mình phun luôn. Đậm đặc hùng sữa ơi, ok em. Chào Dũng Lưu nha. Chúc mặc xin ok em, tí nữa anh sẽ tin nhắn. Chào Chế Đô Bay nha. Chào Quốc Sâm nha. Anh có Phúc vô đây ở luôn. Ờ Phúc ở đây luôn em ạ. Ok Thành, cảm ơn bạn nha. Chào Nguyễn Hoa Đông Hương. Minh Quân ơi, này đi lên trên Hoàng Toài thi đấu trường nhỏ chơi Minh Quân ơi. Lên lấy 2 triệu tao mày đi đi nhậu. Đi ăn uống như quên bỏ nhậu rồi. Chào Quả Khởi xin lòng em. Chim thi nuôi trong lồng lực hay nuôi trong lồng bình thường? Anh thì anh nuôi trong lồng bình thường em ạ. Nuôi trong lồng bình thường. Chăm lông thì anh em có thể vào kênh TikTok Hiệp Đồng Nai nhé. Mình có kênh TikTok Hiệp Đồng Nai đó, mình ghim những cái clip hướng dẫn anh em chăm lông chăm lựa. Tất cả mình hướng dẫn cho anh em hết. Để anh em chỉ việc mua cá mình về là giờ làm theo thôi. Anh không ra không, không. Minh Quân đi chứ không biết. Mày đi cặp đơn nha Minh Quân. Được Lê Ngọc ơi, được em ạ. Chim nó hay cà mặt vào cầu đó. Nè mua cồn về, về xin lau chùi cầu đi đó. Là ok nhá. Vậy cho con chim này mình về xin lau chùi nó đi. Con chim có nào tắm chưa? Chưa có, à, tắm cũng có đấy. Qua thay nước đi, qua thay nước đi để tắm dơ cho chim con tắm luôn. Ủa cái mổ cầu này bó tay vì cái này. Ok Quốc HT ơi. Chào Nam Trần nhá. Nhà đông chim gần hôm thi tất tiếng ra. Không cần đâu. Cứ nuôi bình thường rồi thôi. Chim đừng cho nhìn thấy nhau là được. Còn cứ nuôi bình thường. Đến ngày thi vẫn lùm đều mà.
Ừ, một thay nhau chép nó chẽ là ôm hết tai lên. Mày nuôi có chục con nè, chưa tới đâu. 1 2 3 4 5 6 7. Có 8 con chim rồi. Đây. Đấy anh em xem đây. Này 1 2 3 4 5. Nó chẽ chép làm. Đây mình chỉ nuôi nhiêu đây thôi. Đâu nuôi nhiều đâu. Chào Hòa học với vợ nha. Chào anh Phát Độ nha. Chắc khoảng thứ sáu em đi anh ạ. Sáng thứ sáu em đạp ra, đạp xe ra. Chào Cao Tuấn nha. Đúng rồi, sắc tố ở trên phà. Chim em thái độ mà nó nhát phải làm sao? Nuôi từ từ nó già này em ạ. À. Em mà nuôi từ từ, nói chung là con chim càng nhát là càng chơi càng cảm giác hơn là con chim già. Nên là em có được con chim đó thì em nên chăm một cách nó bài bản một tíu, nghe không? Để mình chơi. Mình mới có cảm giác được. À, mình vậy á, mình mua chim là mình cũng mua để lấy cảm giác mà. Tức là mình mua con chim nào mà nó chưa lấy ô tô thì mình mua. Còn con chim nào mà lấy ô tô rồi, từ Nepal ra là mình mới mua. Còn là những con mà khác mà đã lấy ô tô rồi mình không mua. Bỏ đạo với em luôn, có bán cho mình cũng không mua. Nhưng mà con Nepal này thì bán là mình mua. Hoa quả chuối thôi Quốc ơi. Chim tắm sáng đi thi có sờ tắm khô không? Không, nè, bây giờ chim anh giờ này là tắm rồi. Đây. Đây, thấy không? Đó, đang chùi rửa. Đây, đang chùi rửa con máng để tắm này. Đó, giờ này là tắm xong là lau cầu, lau cống hả? Bắt đầu lấy cồn ra lau cầu. Lau sạch sẽ cầu. Vệ sinh cho nó sạch sẽ. Là xong rồi. Chào hút mạch bảo Vinh nha. Còn chim mình thì ở trong không gian này thì nó ra ngoài thì chắc khó để có thể nó bay ra ngoài được. Đây mấy cái tủ trước để làm mấy chim bồi mà đều để đây là ảnh hưởng chim thi nên là anh bỏ rồi. Còn chim ăn thì ngủ trong nhà chứ. Đây là cho coi chỗ chim ngủ hiện hôm nay này. Cho anh em coi chỗ chim ngủ của mình. Đây, tủ chim ngủ của mình đây. À, tối là tắt đèn đóng hết là nó tối om, cái phòng này nó tối om như mực luôn. Một con một ô này, thấy không? Đây, anh em nhìn nè, cái tủ chim ngủ mình còn lau chùi sạch sẽ cái này nè, nó có rơi vài hạt cám ra đây thôi nè. Còn mình nuôi mình sạch sẽ cái này thì... Đó. Cửa này tối lại là tắt đèn hết, là đóng cửa lại, khóa rút chìa là xong. Điện thoại nướng mấy cái đấy, điện thoại nướng là mua em hiệp cà phê buổi với uống hả? Được rồi hả? Chào anh em nha. Ba Gia là có đâu quay. Chào anh Vũ Trần nha. Ui cha con muội cù bà ha, cắm béo bay nổi luôn rồi. Chim tắm kết ngày.
Anh có khi cách ngày, cái ngày nào anh cũng tắm, ví dụ thời tiết mà không có gắt thì anh tắm cách ngày, còn thời tiết mà nắng gắt là ngày nào anh cũng tắm. Nói chung là mình phải tạo cái cảm giác mát mẻ cho con chim mà. Thì là ngày nào mình cũng tắm hết. Chào Long nha, Đàm Huy đang khoa đang chờ mới cái gì đó khô sao được. Anh em cứ bảo tắm không đúng giờ giấc rồi sau này chim nó tắm khô tắm khiết thì nó tắm bằng niềm tin. Chào anh Huy Tây Hồ nhá, một phần cho trà màu ăn hai dế lần hai đến ba con hồ cào. Ok được chưa? Không có hồ cào cho anh vậy được, ok rồi, em không có hồ cào mình có thể cho anh dế được mà. Chào anh Nhiên Ôn nhá. Em đến cà phê thi ngọt mà đi thi lại không chưa? Cà phê với đi thi nó khác nhau và áp lực khác nhau em. Chờ màu đi phân lỏng cho ăn chuối kết thật cả mệt. Nếu như mà đi phân nát mà mình kèm chuối mà không được thì mình phải dùng thuốc nhá. Em nhắn tin ở đâu hình nhân ơi? Nhưng con thi đấu bản tính và thi đấu được bình thường mà. Chào anh em, chim ăn chim dự ăn cam đi của em muốn trồn em mà nó trồn bình thường thôi, cái đó là cái nếp của chim thôi chứ không phải ăn cám vô mà nó dự lên được, mà do cái nếp con chim, bản tính con chim như vậy thôi. Chào Huy Nguyễn, chào Nguyễn Trọng nha. Tắm chim có bỏ thuốc gì không bạn? Mình không bạn ơi, mình chẳng bỏ thuốc gì cả, mình đang tắm bằng nước máy mà. Năm mươi k nha, chào Mào Huế Phương nha. Chào Mào mất bóng dừa vẫn chơi được bình thường. 6 giờ sáng cho ăn trái cây tụ lại tới trưa để ăn vứt đến chiều luôn nha. Có khi anh vứt đến sáng mai mới lấy ra, anh lười là anh vứt đến sáng mai lấy ra luôn, gọi là xiêng là tối đi ngủ anh lấy ra. Chim lúc thi tập trung đến 2 đến 20-30 giờ mà không ăn nào thì có cái sâu phúc không? Như vậy mới ngon đấy Quang Huy ạ. Nó không ăn là nó không ăn cần gì. Chào Hiếu Trần nha. Có siêu cúc Bình Định ho bản tính phải tắm bình thường chứ, ho bản tính phải tắm bình thường nhưng mà chỉ có mình phơi nắng ít thôi. Ví dụ như cái con bình thường thì mình phơi 4 phút thì con ho bản tính rồi, những cái con đó thì mình phơi tầm 10 phút thôi là ok rồi, 10-15 phút mình cất. Được, được Bùi Duy ơi, vé 300 đi thoải mái rồi. Anh tắm cách ngày em ạ. Còn ngày nào xiên xiên mà trời nắng nắng thì anh tắm luôn. Anh cho tắm rồi, giờ này bắt đầu anh cho chim tắm này. Chào anh em nha, chim em mai thì hôm nay phơi nắng có được không anh? Được em, nhưng mà phơi ít thôi, có nghĩa là ví dụ như mai mình thi thì hôm nay là mình phơi nắng ít lại, mình tắm sớm hơn và mình trùng chim cho đi nghỉ sớm hơn nhá, để mai thi. Còn chế độ ăn uống thì vẫn bình thường. Nói chung là phơi vừa thôi.
Chim em rớt lông rùng, lông giờ đang ra, liệu có thay lông thay lại không? Không đâu em ơi. Con cháu vô lông trong, cháu vô lông trong, vô trong nữa. Vô thêm cái nữa. Trời em u cũng tắm mà. Tắm bình thường. Thôi chào anh em nhé. Để mình đi vệ sinh lòng rồi đó. Chào anh em, chào anh em nhé. Đi mình là đi đi lau 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 lòng ấy.